Còn nữa em không thích ăn à? Rất kết giáo viên. Xin chào, món là chúng là của HanQuocBros. Rất là sang trọng đúng không? Hôm nay mình mặc áo rất là có thể nói là lịch sự. Hôm nay mình đến đây để tập Pilates. Các bạn có biết Pilates là gì? Chắc chắn là không biết, bởi vì ở Hàn Quốc cũng khoảng 10 năm, 4-5 năm trước rất là phổ biến và mới có cho để sửa tư thế và tốt cho sức khỏe. Thì hôm nay mình sẽ mời một khách mời giáo viên. Ở đó chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Em không phải chàng trai đâu. Xin chào, chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Hãy giới thiệu về bản thân một chút được không? Chào mọi người, mình là Chili. Mình là giáo viên Pilates tại Line Pilates Việt Nam. Mình đã tập luyện được bộ môn này được 2 năm rồi. Trước khi mà tập Pilates thì em có tập các bộ môn khác, phòng gym này, tập yoga này, tập các bộ môn body weight. Thì mình muốn hỏi là cái gì khác nhau? Pilates là một bộ môn tập giúp làm khỏe cơ lõi của mình, săn chắc toàn bộ cơ thể, và những cái chuyển động trong Pilates và các động tác ấy thì nó yêu cầu một sự chính xác rất là nhiều, và mình phải kết hợp với hơi thở. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ tập cái gì? Hôm nay thì mình sẽ tập hai loại máy, đó là máy Cadillac này. Cái này là bao nhiêu tiền? Nhìn thấy rất là mát. Theo như mà em được biết ấy, thì nó khoảng 7.000 đô. 7.000 đô. Khi mình tập cái này bị hư thì sao? Sẽ chảy nhá. Anh sẽ chảy luôn nha. Anh không phải là những chàng trai Hàn. Sau đó là và vào trong kia sẽ là máy chair. Máy chair. Yes. Chúng mình hôm nay sẽ thử thách những động tác từ cơ bản đến cao cấp. Bộ thầy bác thì bắt đầu. Ok. Còn nữa em không thích ăn à? Bắt đầu. Rồi, ok. Cảm nhận bóc tách được đốt sống. Đi xa nhất mà anh có thể đi được. Còn nếu căng chân quá thì chụp lại gối, thả lỏng đầu đúng không? Thả lỏng đầu. Thở từ cái phần sau của mình cũng lên thật chậm lại. Đi lên thật chậm, nối cái đốt sống lưng của mình lên. Thì cái hơi thở mình sẽ hít bằng mũi và thở bằng miệng. Và khi mình hít thì cố gắng tách cái sườn sang hai bên. Rồi thử đi ạ. Hít mũi, thả lỏng tay, thở miệng. Thở, rút cái bụng vào, cuộn từng đốt sống lưng xuống. Thở, vặn tay. Đúng rồi, vươn, vặn sâu hơn nào. Giữ hai đầu gối ổn định. Sâu hơn nữa các bạn. Sâu, đó, siết cái bụng vào, tròn cái phần lưng dưới. Rồi, hít, quay trở về, vươn lên. Thả mặt lỏng hai vai ra. Đầu đang bị chúi ra phía trước. Anh cần đẩy cái đầu ra phía sau. Chạm tay ở phía sau. Đầu ra sau, chạm tay. Chờ một chút. Đau quá. Baby, anh thật ngu, anh làm em dễ dãi bực mình. Bạn nhiều hơn, tiếp bụng lại. Bóng hai chân xuống, hít, quay trở về. Vươn lưng lên. Rồi thở xuống, vặn sang bên phải, bên trái. Cố định hai đầu gối. Xoay, đúng rồi, nâng cái tay lên ạ. Nâng tay. Đúng, rồi hít, quay trở về. Rồi thẳng lưng, đốt sống vươn lên, kéo cao đầu lên. Rồi thở thẳng lưng. Ok. Một nữa hả? Không rồi. Ok. Cái này là khởi đúng không ạ? Vâng, mới bắt đầu. Wow. Rất khó thật sự. Nhìn thấy rất là nhẹ nhàng và rất là yên bình. Trong lõm thì đi ngược. Thực hiện động tác của Tham ở đây, hít tận tay 5 lần. 2, 3, 4, 5, thở. Rồi bắt đầu hít này, thở duỗi thẳng chân ra. Tiền bắt đầu thực hiện hít 5 thở 5 đập tay, hít 2, 3, 4, 5 thở. Hít 2, 3, 4, 5 đúng rồi. Thở 5, 4, 3, 2, 10. Hít 2, 3, 4, 5. Siết phần lườn bên trái lại. Thở 5, 4, 3. 30, 7 lần nữa, hít 2, 3, 4, 5, luôn giữ cái bụng ép thẳng xuống, đúng rồi. Tiếp 50 nào, hít 2, 3, 4, 5, giữ chân ổn định, thở ra. Tốt, 6. Hít đều và thở đều, tưởng tượng đang đập tay trên một mặt nước, cố gắng lên. 7, tiếp đập tay trên một mặt nước thôi. 8, thở hơi thở, đúng rồi, quay hơi thở. 2 lần cuối hít 2, 3, đập nhanh hơn, thở. Lần cuối hít 2, 3, đưa cằm về và thở 5, 4, 3, 20, hít giữ lại, co đầu gối về một chút, giữ. Rồi bây giờ thở mới hoàn. Rồi mai có khi dài. Đúng rồi, lúc mình làm á thì em sẽ thấy là anh sẽ có vai cao hơn, rồi là lườn bên nào dài hơn. Đúng rồi. Phải sửa lại. Đúng rồi, nếu mà mình sẽ đập bút mình thì không thể phân biệt và không thể biết là mình đang quẩy hay là không bằng nhau, mà có giáo viên thì mình có thể sửa được. Cái này cũng là cơ bản à? Cái này thì nó trên mức cơ bản một xíu. Cuộn từng đốt sống lưng của mình để đẩy cao lên. Thở, cuộn từng đốt sống lưng xuống. Rồi cuộn được, đẩy thẳng hết cỡ luôn anh. Cuộn từng đốt sống, nâng hông lên. Cuộn, nâng lên. Đẩy lên anh. Nâng từ cái phần này lên. Giữ nguyên hông ở trên, co gối thôi. Co gối lại. Như này, ok. Bây giờ không như tiếng Việt được. Đẩy lên luôn anh. Ok, lại. Rồi, sau đó cuộn xuống. Thở. Hạ từng đốt sống xuống. Thả lỏng ra. Một lần nữa hả? Phải làm mấy lần chứ ạ? Mới luôn hả? Ok. Rồi, đó. Rồi, hạ xương xuống nữa đi anh. Rồi, bắt đầu co gối. Ok luôn. Đấy. Xong. Đấy. Ok. Yo mẹ ơi. Wow. Thôi như thế nào các bạn ơi? Thôi đẹp như giáo viên không? Đẹp. Kinh tởm. Cái này thật sự rất khác nhau với những phòng gym hay là yoga luôn. Nhìn thấy rất lỏng cũng được như vậy, mà nếu mà các bạn bắt đầu cái này thì sẽ ghét, sẽ rất ghét giáo viên. Sao lại ghét ạ? Vì em nói là một lần nữa, sau đó một lần nữa. Xếp cái bộ của mình lại, ổn định hai vai, hít co thử tay về này. Thở kết hợp đẩy ba lên đồng thời, cuộn từ các sống lưng của mình để vươn chân lên. Rồi hít xuống thật chậm, đi thân trên và thân dưới cùng một lúc. Sau đó thở đẩy thay ba. Mình sẽ làm 5 lần. Chắc chắn không? Rồi. Cố định hai chân nào, bắt đầu hít kéo cổ tay về, lườn xuống. Rồi thở nâng từ phần đầu và đồng thời kết hợp đưa chân lên, nâng lên, cuộn lên. Đúng, nâng lên, chính xác. Vươn cao hơn nữa đi nào, cảm nhận vươn dài phần lưng trên nhưng lưng dưới thì cong giúp em. Hóp cái bụng và rút cái rốn vào. Rồi bắt đầu hít xuống thật chậm, hạ từng đốt sống, đổ khung chậu ra sau nào, nhấn từ phần lưng này xuống, xuống hết cỡ, lườn nhấn xuống ạ. Rồi bây giờ mới phải đẩy tay về. Sao vậy? Quan trọng là cái phần này này, tránh để nó bị ưỡn lên, phải tí nó xuống, đó. Rồi thở bắt đầu nâng từ phần đầu và kết hợp đưa chân lên, đi tay và chân đồng thời luôn, vươn người lên chút nữa. Đúng rồi, thả lỏng hai vai ra. Đúng, siết cái bụng vào giúp em nữa, nâng cao hơn nữa không ạ? Đẩy thanh ba lên, vươn lên nữa đó. Rồi bắt đầu hít cuộn xuống thật chậm, nhấn cái phần lưng dưới xuống trước này, hạ từng đốt sống lưng xuống ở đây, hạ xuống, đi chân đồng thời. Đúng, chuyển động đồng thời thân trên và thân dưới. Rồi xuống hết cỡ, co khử tay lại. Rồi thở đẩy về sau, vẫn giữ cái lườn ổn định. 3 lần nữa ha. Rồi nhấn phần lưng xuống nào, nhấn phần lườn xuống này. Vươn cái ngực lên nữa nào, vươn xuống hết. Rồi thở ra miệng nào, lườn nhấn xuống. Ok. Xong rồi à? Dạ. Chị đi ra chân mát thôi chị. Thấy chân mát không? Cái này là cao cấp đúng không? Trung cấp. Còn đây là cao cấp này. Đó. Đóng cái lườm này vô. Tay. Siết. Nào, bắt đầu vươn tay lên trần. Rồi giữ nguyên chân ở đây, cuộn từ đốt sống của mình để ngồi hẳn lên. Ngồi hả? Ngồi hẳn lên giống như vừa rồi. Lên đi em. Yeah. Ngoài cái này, nếu mà không có cái này không làm được. Nào, hít tay nâng lên trên trần. Đúng rồi, thở, cuộn người ngồi dậy, giữ nguyên vị trí chân ha. Cuộn người, cuộn lên, siết cái bụng, cháu nó thở ra. Thở mạnh. Vươn, đúng rồi, tốt. Tay song song với chân. Nâng tay lên song song. Đúng, giỏi, tốt. Giữ, ok. Tiếp tục lại. Thả lỏng vai. Rồi, cuộn xuống, thật chậm. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Yo. Wow, cái này là cao cấp đúng không? Wow, cái này thật sự rất là khó nhỉ. Wow. Giữ luôn thẳng, co cái đầu gối của mình xuống, ổn định hai tay vào đây, rồi nhấc một chân kia lên. Cứ ở đây, thở từ phần xương cổ đánh cuộn từ đốt sống lưng của mình vươn người lên để giữ thân người thẳng. Thế này. Hít hạ, thở lên. Hít hạ, thở lên. Rồi sau đó từ phần đầu cuộn từ đốt sống lưng của mình xuống. Rồi về trở về tư thế. Bắt đầu. Hít nào. Thở cuộn từ phần xương cổ của mình, cuộn. Đúng rồi, vươn lên để tạo thành một đường thẳng. Vươn lên. Ok. Giữ ở đây, siết cái bụng vào rồi bắt đầu pull up 3 lần. Thở lên. Đó. Giữ cái thân người thẳng ha. Đó. Rồi giữ ở dưới, bắt đầu cuộn từ phần đầu, trước. Từ phần đầu trước cuộn từ đốt sống lưng của mình. Cuộn xuống. Kéo cổ tay về, nghĩ về việc anh vươn cái phần xương ức của mình lên phía trước. Đó, vươn cái xương ức lên phía trước. Siết bụng lại. Sau đó cuộn từ phần đầu. Đi trở về từ phần đầu trước, Đi đừng đốt sống, cuộn, siết bụng lại, ngả xuống. Vươn giữ lưng thẳng, ổn định vai luôn ạ. Rồi quay trở về trung tính, đổ khung chậu ra trên. Ok. Thử hỏi còn nhau một chút. Đừng ghét ăn. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Ok các bạn ơi, hôm nay chúng mình đã đọc Pilates. Em thấy học sinh như thế nào? Học sinh rất là cố gắng, rất là tốt. Thử hỏi còn nhau một chút. Đừng ghét ăn. Anh đã thử nhiều thể thao. Thể thao bởi vì chúng ta học của anh là thể thao. Kéo, cơ bắp kéo mà vẫn siết. Như vậy thì cảm giác hơi lạ mà rất tuyệt vời. Cái này không biết giải thích như thế nào, các bạn thử sự hãy thử thách nha. Ở đây là ở đâu? Đây là 169/1 Nguyễn Đức Cảnh, quận 7, Line Pilates. Đúng rồi, Line Pilates đúng không? Yes. Line Pilates, và ở đây là giáo viên. Chili. Giáo viên Chili nha. Ok, nếu mà các bạn đã xem vui vẻ và nếu các bạn muốn xem thể thao khác thì hãy viết comment nhé nha. Cảm ơn các bạn, chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt.